Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với channel của mình, Đức Anh. Thì ngày hôm nay mình có một cái chuyến đi trước khi Tết đi chơi. Thì hôm nay một đứa em mình gọi mình đi bảo anh ơi đi chơi không, thì không biết hôm nay nó dẫn mình đi đâu chơi. Thì mình sẽ giới thiệu nó cho các bạn nhá. Xin chào mọi người, mình là Huy. Hôm nay đi đâu em nhỉ? Hôm nay mình cả anh Đức Anh sẽ đi lên Yêu Môn Hà Đông để khám phá ẩm thực và khu vui chơi ở trên đấy nhá. Xin chào anh em mình nha. Ok, thì thực ra thì Huy thì muốn gọi mình đi ông mô, thì mình cũng sẽ làm một cái vlog là mukbang. Chắc là vlog vlog đầu tiên là mukbang trên đi ông mô. Thì thực ra thì mình Huy thì cũng đi một hai lần em nhỉ? Đúng rồi, một hai lần. Hai lần thì là cũng đi thử qua, nhưng mà hôm nay chắc là sẽ là cái vlog đầu tiên mà hai anh em mình kết hợp với nhau là một cái mukbang style trên đi ông mô. Thì các bạn cùng đi theo mình và trải nghiệm nhá. Xe xong và chuẩn bị vào bên trong. Bây giờ chắc là đi cổng chính nhỉ? Ok. Cổng chính đường nào nhỉ? Bên này. Ok. Yêu mô này thì nó khá to. Chít to. Chúng ta sẽ vào bên trong cổng chính. Gần Tết thì sao? Gần Tết thì vào không em? Covid các thứ. Gia đình người ta cũng hạn chế khi ra ngoài. Các bạn là khi mà ra đi các đường nơi công cộng thì cố gắng đeo khẩu trang, không là sẽ bị phạt đấy, phạt cao phết đấy. Ta thấy phải đến 7 triệu, 200 triệu, nhiều vãi. Ba củ. Chắc chúng ta sẽ vào bên trong và như là khử trùng đúng không? Sát khuẩn chưa đúng không? Kiểm tra thân nhiệt xong sẽ được vào bên trong. Ok. Rồi đi đâu trước em ơi? Đi ra chỗ khu ẩm thực trước nha. Ẩm thực nha, ok. Mình người rất thích ăn uống nên là chúng ta đi ra chỗ ẩm thực trước. Ok, đang ở khu ẩm thực. Vào khu nào trước em ơi? Mình sẽ vào khu của Hàn Quốc. Hàn Quốc à? Đâu, mua cái gì trước? Ví dụ của Hàn Quốc này là mình sẽ chọn cái gì mà liên quan đến rong biển. Rồi, ok. Style mukbang đầu tiên. Ok. Thì, ăn trước em nhỉ? Anh em mình thử cái hot dog. Cái này. Cheer nhé. Cheer. Thế nào? Cái này nó hơi nhiều bột. Cảm giác nó không có nhiều quá, nó không có chi nhá. Anh thấy toàn bột với bột mì thôi. Thực ra là bột mì với bột chi sủ. Đó, toàn bột thôi. À, có chi đấy. Có chi rồi, bên trong rồi. À, không, nó là một cái lát chi. Lát chi. Không tạm được, không đủ hơi xuất sắc. Một cái này là có giá là 20.000 kìa. 20.000, 20.000 một chiếc. 20.000 một chiếc. Theo mình thì nó không được lắm. Chuyển đến một cái món tiếp theo là món cơm nắm cuộn rong biển. Cá hồi. Món của mình là cá ngừ. Anh thích cá ngừ hay cá hồi? Anh thích cá hồi hơn. Okay. Chắc là bẻ một cái ngừ nửa. Ok, được. Thế thì lấy của anh Đức Anh trước nha. Anh đâu rồi? Ôi trời ơi,
Trên bóng đây. Có ai? Đấy, ok. Ok. Em sẽ về được cho Huy một lượt. Các bạn xem nhân trong có gì nha. Ồ, nó là cá hồi. Nó chỉ là một cái sốt, ý là sốt ít cá hồi xay nhuyễn một sốt thôi. Chả gì. Một chiếc cái này là có giá bao tiền anh biết anh nhỉ? Anh... như là 18.000 đúng không nhỉ? 18.000. 18.000. Anh được 18.000 một cái. Mời bạn em. Không ngon đấy. Nó kiểu ruốc ấy. Mình sẽ chấm với xì dầu một tạt. Gia tăng hương vị hơn. Bình thường rồi. Nó kiểu như là cá hồi nhuyễn xong rồi trộn với mayonnaise. Đúng rồi, chính xác. Nó là kiểu ruốc cá hồi ấy. Ừ, ruốc cá hồi trong kiểu là sợi sợi cá hồi. Cho đây là một cái cá ngừ đây. Ok. Đủ má. Cái này bóc thôi, anh bóc đi. Rồi. Ui, chưa quen. Có cái đẫy nha. Có cái đẫy này. À. Ừ, bóc ra thì là xong. Tưởng người có kinh nghiệm. Bóc tem quen rồi. Nice. Nào xem bên trong có gì. Là nó chẳng có cái gì cả, nó để em ăn bé thôi. Nó chẳng có cái gì cả. Đây nó chỉ có mỗi cái cá bình thường trong. Cũng vẫn là ruốc cá ngừ trộn vào. Ừ. Hoặc cá ngừ xay nhuyễn. Cơm không kiểu lắm, nó kiểu nó lát. Ừ. Nó lát. Nó thơm thơm bằng cá hồi. Nó thơm. Nó, em nghĩ là nó ngon hơn cá hồi trước. Cho em món cá. Cá ngừ ngon hơn. Anh thấy cá hồi anh ngon hơn. Chắc là do thích cá ngừ hơn. Ừ. Nếu thành phần về omega 3 thì là cá hồi cao hơn cá ngừ. Cho anh Đức Anh thể hiện trình bẻ đũa. Cái bẻ đũa này là quan trọng rồi. Xem ai may mắn nhá. Về đây là nhân phẩm à? Nhân phẩm. Một, hai. Tôm, kim bác, cá ngừ trộn bơ này. Với cả rau mực này. Xe này bao tiền em nhỉ? Chiếc này là 159k. 159k thì nó chưa đều ra thì mỗi người đúng không ạ? 80.000. Đúng, ok đúng không? Đây có, là... cái, có cái món cá cái gì? Đây là gọi là cái gì có thanh cua salad, thanh cua kim bắp. Ờ có cả ngô à. Có ngô trộn với mayonnaise. Mayonnaise. Đó. Này. Mùi mayonnaise. Ngon đấy. Ngậy chưa? Ngậy quá. Cho anh thử xem về món tiếp vào món này. Nhưng mình quên là nếu mà đi hai người nên mua một set thôi. Tại ăn nó nhanh ngán lắm. Đây chỉ là món mũi bang thì mà mua nhiều ấy. Thôi thì mua set đâu. Cái này như là cá ngừ với cả dưa chuột hay sao ạ? Đúng rồi. Đâu, đây là em nghĩ nó là màu cá hồi đấy anh ạ. Ăn thử đây, ăn thử. Dưa chuột. Cá hồi. Cá hồi. Ngon. Đánh giá cao thế này. Ngon. Tên nào của đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Chơi bỏ lại lại thôi, mực kìa. Một sốt cay ở cái này thế này. Một sốt cay. Đây là dâu mực à? Khá là lạ. Ừ, khá lạ đấy. Thử nhá. Ừ,
Rất là tốt, teriyaki. Cái gì nó phải là xì dầu chứ? Không. Cái này họ biến tấu đi, cho thêm ớt vào. Ngon. Theo là chắc là cái trứng, trứng cá rồi. Trứng cá chuột. Mình không biết trứng cá gì, các bạn có biết thì cảm ơn nhé. Chấm một chút, một cây nữa. Nó cái mùi cơm ấy, nó ác quá. Anh có nghĩa là mùi cơm ở đây họ làm nó đậm quá. Đúng rồi, đúng rồi. Nó ác hết cái mùi. Mùi của cái thực phẩm đúng không? Đúng rồi. Đây là cá hồi tiếp ạ, xét cá hồi. Hồi nha. Ra họ hở với mùi tanh ấy, đấy là khá hay. Thực ra nếu em nghĩ là họ cắt giảm đi một ít giấm với đường là được. Đúng rồi, đúng rồi. Gì đây? Là thanh cua. Cua. Cái mắp thanh cua. Thực ra là mình muốn đẩy, mình tập mà, thế nên là tập hình như là cheat day thì mình cố đẩy cái lượng carb cao nhất có thể. Ngon. Được rồi kìa. Đây hành cua ấy, nó kiểu có vị mùi cua ấy. Không phải hành cua thật. Nó làm từ đậu tương với một số cái hương liệu khác. Ồ. Nhưng nếu mà làm cua như thế, đắt quá. Đúng rồi, thật. Đây là món gì ạ? Kim bắp dưa chuột. Chuột à? Rất heo thì. Không có rau không? Ngon đấy kìa. Ngon mà. Cái video đầu tiên mình muốn làm cái video múc bang ấy, mình muốn làm nhiều một chút. Mình biết là có thể ăn hay không ăn được, nhưng mà làm một là nó sinh động, hai là đẹp. Đây là tôm rồi. Tôm. Tôm. Tôm giấm ấy. Cơm ở nhau chắc là để độ dẻo hơn đấy. Độ độ cái dính nó cao hơn. Đúng rồi. Nhưng mà điều ấy, kiểu làm nó cái không tự nhiên. Đúng rồi. Mình ăn mấy gói sushi ấy, nó sẽ rất ít. Điều phần là nó sẽ thơm những cái vị kia, nó sẽ nó kích thích của cái vị tôm cua. Tầng xứng đáng, số tiền bỏ ra đúng không? Chắc là đắt cuối đây, kết thúc. À. Set thứ hai. Trứng. Trứng. Cú hết cả mề thế này. Ăn xong thì mọi người vứt vỏ đây nhá. Đây xem quý không? Với giá khoảng 15.000. Bánh mì dạ nhân nho. Cái này em không rõ. Cái này anh chọn nha. Có ra bông thì mua. Đây mua thêm một cái. Thế ra món này em không thích lắm. Đây là do những anh chọn. Thì nó sẽ có chắc 100 bông salad với cả đây à. Chả có gì lắm cơ bản thôi. Cái sốt đó ngon nè. Ồ, cái món nào mà có mayonnaise khá ngon. Mùi béo béo sữa. À, muốn giảm cân mà muốn tăng cân ấy, thì ăn được, tập luyện được. Hết miệng luôn. Khi mà thành xong những cái món mà mặn rồi, chúng ta sẽ sang món tráng miệng thôi. Thì giới thiệu cho bạn một cái set gì nhỉ? Tết à? Đây là set donut Tết. Donut Tết này, nó sẽ có màu vàng, màu xanh, màu... Đây là màu bánh chưng. Bánh chưng. Chắc mình sẽ thử từng cái một nhỉ? Ok, anh em mình sẽ chia đôi xem là từng vị nó sẽ như nào. Em thích nào chưa? Em thích màu hồng. Mình, anh em mình ăn hồng chưa đi? Bí gì à? Phát được bí gì à? Đúng rồi. Ok, màu hồng nhá. Màu hồng. Wow. Ôi giời. Vâng. Chỉ giống chỉ ở cái lớp kem trên thôi. Với ít hạt sô-cô-la chip trắng. Wow.
ngon mọi người ạ. Mì dâu cá béo sô cô la ngọt quá rồi. Ngọt anh ơi, anh ngọt là ngọt dã man. Nó còn có cảm giác là mùi chiên dầu mỡ nhiều quá. Đúng rồi. Nhưng mà donut thì hạn chế thôi. Đúng rồi. Không ăn nhiều. Donut. Mình thử một ít thôi. Tiến đồ đồ ngọt. Không phải tiến đồ ngọt nhiều. Bình chịu. Tiếp theo là cái gì thì anh? Bình em bánh bánh trưng à? Em nghĩ là mình ăn bánh trưng đi. Bánh trưng nhá. Cho không khí Tết. Bánh trưng sắp Tết Tết nhá. Mà anh em mình nghĩ là đi hơi sai nhỉ? Nên là phải ăn cái món... Em nghĩ là nên ăn những món Hàn Quốc chứ. Mất cái bánh trưng này thì mình sẽ đổi sang món bánh Hàn Quốc nha. Một quay lại ăn rất hay chưa? Mình thấy nó chả khác biệt lắm á. Ăn nó chỉ còn ngọt thôi. Sợ quá. Nhắn đi này rồi. Nhắn nhường cho ông Huy hoàn tất. Hoa cũng hơi ngấy thật. Mình là người dị ứng nhiều. Từ lúc mà mình siết hay rồi mình giảm cân ấy là mình thấy mình rất nhạy cảm với vấn đề ăn đường. Đường nhiều nó mình thấy nó khé cổ, nó khó chịu. Chắc là bánh mì Hàn Quốc hay là bơ tỏi? Ơi, Hàn Quốc nhá. Cái này cho thanh đạm là không có nhân gì. Không có nhân gì đúng không? Đấy, bóc cho các bạn xem nhá. Chắc là trên mạng cũng có nhiều loại bánh này rồi, Hàn Quốc rồi. Thôi chắc là chỉ có mỗi đậu xanh đúng không? Mè, không, mè. Nó chỉ có mè thôi. Có đậu xanh rồi đấy, có đậu xanh. Nó không phải đậu xanh đâu anh, đấy nó là cái bột. Nhưng mà nó là cái dầu mè ấy, thử xem nào. Ăn không ngon lắm, đúng rồi. Ngon mà, bánh này, bánh em thích. Nó không bị ngọt hơi quá ấy. Tiếp, một cái bánh nữa anh rất thích. Bánh... bánh của anh. À, trà xanh à? Mình là fan của matcha trà xanh các bạn. Nhưng cái gì liên quan trà xanh mình rất thích. Đang có che rồi, đang có che rồi. Đang che đây. Trên trà xanh. Đang bắt che các bạn ơi. Bỏ rồi. Đây họ bọc khác từ thân đấy. Sẽ có lớp. Đây một lớp màng bọc này, xong rồi một lớp. Đây. Mình sẽ mở qua xem nào. Anh phải mở ra, bóc ra, rồi, chính xác. Rồi xé đôi ra. Đó. Đấy. Bên trong có nhân trà xanh. Trà xanh đúng không? Đúng. Trà xanh. Ngon. Ngon. Đúng. Đúng rồi như anh nói. Cái gì nó qua là trà xanh à? Nó nho. Ngon. Nho và trà xanh. Nó cũng hơi ngọt. Nhưng mà uống trà là đẹp. Wow, hôm nay thì uống trà. Vỏ bánh thì ra thì nó cũng đều là xanh. Anh thì mình mày cheat meal quả hơi căng nhỉ? Căng. Rồi mấy nghìn calo. Khá ngon. Bánh ok. Mình tiếp với bánh nào em? Đây đi. Cái gì đây? Đây là em không biết là nhân gì nữa rồi, mình ăn nhiều các món lú rồi đúng không? Các bạn mình ăn vào lú rồi lú. Ăn tinh bột vào nhiều ngáo đét. Ngáo thật. Hay mình thử xem. Cao lên gì rồi đấy. Đó. Cái này là nhân mặn đúng không? Nhân mặn đấy ạ. Nó được chiên qua. Đấy này là một bánh rán. Khá nhiều dầu mỡ. Này là nhân xá xíu. Anh này anh ăn hiểu như là cái
cái dầu của cái mì tôm ấy. Chả thấy chả có gì lắm. Này, rộng không? Bình thường với mặn. Mặn. Có một đặc điểm chung của Yêu Môn là các bánh nó mặn lắm. Họ bánh từ bánh đến sushi ấy, kiểu họ nêm nếm hơi mặn. Chung là mình hơi thất vọng những cái bánh nguy nó mua. Mỗi một sushi mình chọn là đúng, là an toàn. Theo bánh bếp của năm ngoái, bánh mì bơ tỏi. Chưa làm to nhỉ, 50.000 chiếc. Bây giờ mình rạch ra bé đi rồi. Thơm hết nhỉ? Thơm, khá thơm. Bơ tỏi, mùi. Cho các bạn xem nhân bên trong à. Đó, xịn luôn. Chắc mình anh với anh có người miếng này thôi. Đây, ông anh không ăn được bánh ngọt nhiều. Nó sẽ là một cái dạng kiểu phô mai một chút để phát hết luôn. Béo ngậy nè. Mình vẫn cảm nhận được có vị đường. Đúng. No chưa? Đúng, em khá no rồi. Em nghĩ là mình nên dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này và video mukbang đầu tiên của hai anh em mình tại Yomo Hà Đông. Nếu các bạn thấy video thì hay và thú vị, đừng quên like, share, subscribe giúp mình nhé. Cùng mình trên Instagram, follow trên Facebook. Nếu quan tâm ông em này, xin em bao nhiêu nhỉ? 2.000. 2.000 nhá, chương người yêu thì nhớ ủng hộ và mình sẽ để link Facebook của Huy ở dưới phần mô tả các bạn tham khảo. Một nữa tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. See you next time. Bye. Khổ quá. Đây em đang giải quyết nốt cho ông anh nước anh này. Khổ quá. Anh đang còn về em ơi. Bánh bớt ngon.